Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Giải trí miền Tây hôm nay cập nhật tình hình giá ớt sừng vàng, ớt chỉ thiên, giá chanh, giá hạnh. Hôm nay thứ năm, ngày 4 tháng 1 năm 2024. Giá ớt chanh hạnh hôm nay có đà đi ngang. Giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá ớt sừng vàng, ớt chỉ thiên, chanh hạnh, còn cập nhật giá cả các loại nông sản khác như mít Thái, mít ruột đỏ, sầu riêng và những loại nông sản khác, cũng như chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về cách chăm sóc cây, kỹ thuật trồng trọt và những vấn đề giải trí để cô chú các anh chị và các bạn cập nhật và tìm hiểu tham khảo để rút tỉa kinh nghiệm trong vấn đề làm nông nghiệp của mình. Giải trí miền Tây hôm nay chia sẻ về giá ớt ở những khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, An Giang, khu vực miền Tây có giá cả như sau. Tình hình ớt ở giai đoạn qua những ngày lễ giá cả có nhích hơn so với những ngày trước một ít và tình hình giá chính thức như sau. Ớt sừng vàng trái tơ đẹp loại nhất giá 32 đến 35 ngàn đồng một ký. Loại nhì giá 28 đến 31 ngàn đồng một ký và loại 3 với giá 25 đến 26 ngàn đồng một ký. Giá ớt sừng vàng là loại ớt tiêu thụ trong nước, giá thường ổn định hơn và có mức giá cao hơn những loại ớt khác bởi ớt sừng vàng thích hợp chế biến nhiều loại thức ăn cũng như nồng độ cay của ớt sừng vàng cao hơn so với những loại ớt khác. Và giá ớt cũng trên lệch tùy theo ruộng ớt của cô chú các anh chị và các bạn xa hay gần những trục lộ chính, xa hay gần những chợ lớn, xa hay gần những dựa lớn mà có giá khác nhau trên lệch 1 đến 2.000 do chi phí vận chuyển của các thương lái. Và tiếp theo là tình hình giá ớt chỉ thiên. Giá ớt chỉ thiên ngày hôm nay biến động cao hơn, giá cũng nhích hơn so với những ngày trước bởi qua những ngày lễ thường giá cả ổn định lại và tăng hơn. Giá ớt chỉ thiên xuất khẩu loại 1 giá 32 đến 35 ngàn đồng một ký. Giá loại nhì 28 đến 30 ngàn đồng một ký và ớt chợ giá 25 đến 27 ngàn đồng một ký. Đó là mức giá cũng rất ổn định cho bà con trồng ớt chỉ thiên. Và ở những khu vực khác như khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, giá ớt xuất khẩu 25 đến 28 ngàn đồng một ký và giá ớt chợ giá từ 18 đến 20 ngàn đồng một ký. Đây là mức giá rất ổn định so với khu vực Tây Nguyên, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng. Tình hình xuất khẩu ớt sẽ tăng trở lại ở những dịp Tết, năm nào cũng vậy, những ngày lễ giá ớt và giá những loại nông sản hơi thấp hơn và qua lễ đến gần Tết Nguyên Đán giá sẽ ổn định và tăng trở lại để bà con yên tâm. Giá ớt còn có sự chênh lệch tùy theo tỉnh, tùy theo khu vực, bởi khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Long Xuyên, tùy theo nơi mà giá ớt cao thấp 1 đến 2.000 do thương lái thu mua ở những nơi ruộng ớt của bà con xa hay gần trục lộ chính để thương lái đi mua dễ dàng hơn, xa hay gần những dựa lớn, xa hay gần những thành phố hay chợ lớn, giá cũng trên lệch 1 đến 2.000 bởi do chi phí vận chuyển. Và giải trí miền Tây ngoài cập nhật tình hình giá ớt và những loại nông sản còn chia sẻ về giải trí, về kỹ thuật trồng trọt và chia sẻ những giá những loại nông sản khác. Cô chú anh chị và các bạn hãy vào trang giải trí miền Tây cập nhật những video thích hợp để theo dõi. Và cô chú các anh chị và các bạn đừng quên đăng ký, like, chia sẻ cũng như ấn vào cái chuông để giải trí miền Tây có thêm động lực tiếp những video khác. Và tiếp theo là giá chanh ở khu vực miền Tây, Vĩnh Long, Hậu Giang, Đồng Tháp, An Giang. Chúc mừng bà con đang có chanh hạnh ở trong nhà vườn.
bởi chanh hiện nay đang hot với giá rất cao ở trong nhà vườn và có mức giá rất ổn định ở thời điểm này, và đến thời điểm Tết Nguyên Đán sắp đến giá chanh còn cao hơn nữa bởi nhà vườn hầu như chanh đã cạn. Chính vì đó ở những chợ lớn chanh xuất khẩu lại hút hàng giá càng ngày càng cao hơn. Tình hình như vậy là tín hiệu rất tốt, thu nhập rất cao cho bà con trồng chanh. Và giá chanh chính thức sáng ngày hôm nay ở khu vực miền Tây, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Cần Thơ có mức giá như sau. Chanh đẹp hàng lợi nhất giá 21 đến 22 ngàn đồng một ký và giá chanh xô 19 đến 20 ngàn đồng một ký. Đó là giá chanh rất khả quan cho bà con trồng chanh. Bởi thời điểm này những nhà vườn thường bỏ những loại chanh hạnh để trồng những loại như sầu riêng hay mít Indo. Chính vì lý do đó giá chanh hiện nay có giá, và do số lượng ít cũng như trữ lượng xuất khẩu lại tăng hơn, tình hình giá chanh và giá hạnh còn cao hơn nữa. Đây là loại chanh tứ quý bông tím có trái quanh năm, chính vì lý do đó bà con thu nhập quanh năm rất ổn định. Và những loại chanh bông trắng không hạt giá cũng rất ổn định, rất cao ở mức giá 21 đến 22 ngàn đồng một ký, là mức giá rất khá cho bà con. Những loại chanh tắc thường ở nhà vườn mức đầu tư thấp và bà con không chú trọng trồng mà chỉ chú trọng trồng những loại nông sản như mít và sầu riêng. Chính vì lý do đó hôm nay chanh cạn và giá cũng rất là cao. Còn giá hạnh hôm nay hàng đẹp lửa với giá 10 đến 11 ngàn đồng một ký, hạnh xô giá 8 đến 9 ngàn đồng một ký. Mức giá hạnh cũng rất cao bởi chợ đang cần hàng và ở nhà vườn khan hiếm hàng. Hôm nay Giải Trí Miền Tây cũng chia sẻ với cô chú các anh chị và các bạn về giá chanh, giá hạnh, giá ớt sừng vàng, ớt chỉ thiên để cô chú các anh chị và các bạn cập nhật và tham khảo. Cảm ơn cô chú các anh chị và các bạn, những người đã xem hết video này. Đừng quên để lại một lượt đăng ký, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông để Giải Trí Miền Tây tiếp tục có động lực tạo những video khác và hữu ích hơn cho cô chú các anh chị và các bạn tham khảo theo dõi. Cảm ơn. Bye bye.